Xin chào các bạn, mình là GoPro. Xin chào, tớ là Thạch Ly và ngày hôm nay hay lắm em mà mày. Xin chào mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi tổng hợp nhìn lại 5 video được xem nhiều nhất trên kênh Việt Vở 2016. Tuy nhiên thì nói gì bây giờ ạ? Tuy nhiên thì sếp Vinh sẽ không biết 5 clip này là 5 clip nào. Và hôm nay thì tớ sẽ gợi ý cho sếp Vinh để có thể đoán ra xem đó là những cái clip nào nhé. Gợi ý đầu tiên là đây là một cái bài so sánh. Sao bố biết được? Sam Phan và iPhone. Sam Phan và iPhone mà so sánh à thì chắc chắn là phải là speed test rồi. Note 7 với lại iPhone à, Note 7 với iPhone mới ra mắt cuối năm, không thể lượt xem mà nhiều như vậy. Thế thì khả năng phải là Note 5 với lại 6S Plus đúng không? Nope, không phải, gần đúng. Thế là cái gì, nói lên đi. Chính là so sánh hiệu năng giữa iPhone 7 Plus và Galaxy Note 7. Ôi vãi. 1-0. Nhưng người thấy Lily, ok. Nhau hiểu là thi đấu cái mười gì mà nó bảo là 1-0. Như vậy là khá bất ngờ vì ban đầu mình nghĩ là cái bài speed test đấy là nó sẽ chỉ có mấy năm gần đây, nhưng mà lượt xem của nó khá cao. Cụ thể là nó đạt được tận 500.000 lượt xem. Như vậy đúng là một siêu phẩm sau khi đã tan xác rồi. À chết, một siêu phẩm sau khi đã được thu hồi. Vậy mà vẫn đem lại lượt view rất cao. Đúng rồi, đấy rất là bất ngờ. Mình cũng cảm thấy bất ngờ về vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến video clip thứ 2. Gợi ý tiếp theo là đây nói về một cái trào lưu game đi. Một trào lưu. Pokemon Go. Một điều. Thế anh có đoán được clip này nó lên được khoảng gần 500.000 lượt xem. Vào tháng mấy? Pokemon Go tháng mấy nhỉ? 8. Nope. 7. Yes. Đấy. Một điều. Clip tiếp theo nhá. Không phải về điện thoại, không phải về game. Đó, nói đi. Bao cao su. Không phải. Không, không phải điện thoại, không phải về game mà. Đây là clip gì nhỉ? Tại sao có thể nó lại nói như thế nhỉ? Thôi rồi, khi mà chúng ta vào bây giờ hơn cả công nghệ 3D ấy, thì nó cắt tóc. Công nghệ 3D mà chúng ta sẽ phải hỗ trợ kích thực tế ảo VR. À, trên tay review con kính chưa biết, nhưng mà nói con này nó bảo là này 3D biết. Tên của nó là mở hộp kính thực tế ảo VR Box giá hợp lý, chất lượng tốt. Yeah, thế là tỷ số 2-1. Nghiêng về tao mà. Thôi rồi, đây là clip thứ tư rồi. Nóng quá, hồi hộp quá, càng về cuối càng thấy hồi hộp. Tao chả thấy hồi hộp tí gì cả. Đây là một siêu phẩm mà ai cũng biết đến. Galaxy S7, gần đúng. Apple. Trên tay mở hộp iPhone 7 Plus. Rồi, quá dễ dàng đúng không? Yeah. Đánh giá về một chiếc điện thoại đến từ một thương hiệu khá là lầy, đến từ Trung Quốc. Mà kiểu đây anh kiểu nhắc đến nó là kiểu đấy 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 kiểu hiểu không? Đánh giá chi tiết Oppo Neo 9 à? Sai. À, đánh giá chi tiết F1 Plus. F1 Plus. Đúng rồi. Yeah. Mình giỏi luôn. Vì nói đến selfie này thì phải là camera tập trung vào selfie thì chỉ có F1S hoặc là F1 Plus mà F1S thì mới ra gần đây thôi, chắc chắn là F1 Plus rồi. Bây giờ thì ngoài 5 cái video đấy được xem nhiều nhất ra thì chúng ta sẽ cùng xem là năm vừa rồi còn những video nào đứng sau cũng được lượt xem nhiều nhất. Bán ra chiếc Galaxy S7 và S7 Edge với mức giá khởi điểm chỉ là 3.990.000. Thì đây là chiếc iPhone 7 màu đen của mình. Chúng ta sẽ không mua được Z Black đợt đầu này, chỉ có Black mà thôi. Thôi không cần phải nói nhiều, mình xin là mở hộp chiếc Galaxy S7 phiên bản Injustice. Hơn chục ngày nữa thôi chúng ta sẽ thấy sự ra mắt của chiếc iPhone 3G và nhầm. Thì người ta đang kêu gọi là ngưng sống ảo, nhưng mà với chiếc Oppo F1 mình đang có trên tay, nó sẽ có một hashtag mới gọi là ngưng sống thật. Các cái video này thường chung là đến, một là từ Oppo, hai là Samsung, ba là sản phẩm của Apple. Và chỉ có một cái sự khác biệt duy nhất, đó là một cái video về game và đặc biệt là kính thực tế ảo, cho thấy là cái quan tâm của người ta về giải trí cũng khá là lớn trong năm vừa rồi, đặc biệt là về thực tế ảo. Ví dụ như Pokemon Go là AR, Augmented Reality, còn cái VR lại là Virtual Reality. Thế nghĩa là năm vừa rồi thực tế ảo đã lên ngôi, thành ra là lượng người quan tâm cái này khá nhiều. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau nhìn lại về những cái video xem nhiều nhất trong năm vừa rồi. Thì hy vọng trong năm sau mà kênh Vật Vờ sẽ tiếp tục cung cấp các bạn nhiều nội dung hơn nữa về các video hấp dẫn, đặc biệt là năm sau chắc thực tế ảo chúng ta sẽ làm nhiều hơn nhỉ. Vâng, và để nó có cao hay không ý, thì chắc chắn sẽ phải nhờ vào các lượt xem của các bạn và sự ủng hộ của 500.000 anh em kênh Vật Vờ sắp tới. Và mong rằng mọi người sẽ càng ngày càng ủng hộ chúng mình. Chúc mừng năm mới, Happy New Year, Happy Birthday. Chúc mừng năm.